Later as well, I speak in Vietnamese. Thank you. Good evening, everyone. Tôi thì chuẩn bị sẽ chắc Nam Quang đánh hơi, biết là tôi sẽ nói cái gì, thành ra đã cụp đuôi chạy mất, trốn mất rồi. Tôi chuẩn bị sẽ thông báo yêu cầu luật sư thành phố, hội đồng thành phố, cảnh sát trưởng, tổng quản trị và nhân viên phải yêu cầu Nam Quang phải từ chức để bảo vệ thanh danh, uy tín cũng như là quyền lợi của thành phố. Good evening, Kai Dao. I was going to announce my public warning to the council, the city lawyer and the chief of police and the city manager, all staff, that you guys need to ask Mr. Nam Quan to resign in order to protect our city's image, integrity, and interest. I have emailed a video clip, to the city clerk and manager requesting that the city will play that clip on the projector for all to see. Then everyone will understand the gravity of the issue and why I am seriously asking Mr. Nam Quan to resign now. Dạ, cái phần tiếng anh là hồi nãy là tại vì mình viết trước. Thành ra là tôi đã có gửi cái email đến cho cô thư ký thành phố, tổng quản trị, yêu cầu thành phố phải trình chiếu cái đoạn video clip đó làm bằng chứng trong lúc tôi nói chuyện để quý vị có thể hiểu được là tại sao tôi yêu cầu quý vị phải yêu cầu Nam Quan phải từ chức. Và nếu cần thiết thì tôi sẽ nói chưng ra bằng chứng riêng với cảnh sát trưởng, với luật sư thành phố, kể cả hội đồng thành phố nếu quý vị muốn. Tức là tôi còn có rất nhiều bằng chứng khác ngoài hai cái video clip đó. So if you want to see the base for my request, I'm more than happy just this part because I present the proof, the evidence to you privately. Because those clips are only uploaded on Facebook already, but I have much more concrete, undeniable proof that Nam Quan was the organizer involved in the January 6th event, and he brought guns to the event. Bây giờ cái xin lỗi phần 2 là mà đúng ra là tại sao mà tôi chuẩn bị sẽ trình chiếu cái đó. Mà cái lý do mà tôi hoãn lại là tại vì có một cái sự kiện khác liên quan đến cộng đồng Việt Nam, là ông Ngô Kỷ, một thành viên cộng tác với Nam Quang rất là chặt chẽ, đã tố cáo là ông ta có bằng chứng do Nhật Linh cung cấp, nói là Nam Quang đã hợp tác với một cán bộ, nữ cán bộ cộng sản, để mua căn nhà 2 triệu đô la ở thành phố Santa Ana, cũng như đã thành lập một cái website mang tên là Thông tấn xã Việt Nam. Và ông Ngô Kỷ nói ông ta hoàn toàn chịu trách nhiệm và ông ta có bằng chứng và đã nhiều người đã xem, nghe cái bằng chứng đó rồi. Thành ra tôi yêu cầu là Nam Quan phải trả lời minh bạch cái lời tố cáo của ông Ngô Kỷ. More importantly, this is handwritten, sorry, so I'm messing it up a little bit. I just saw on social media that one of your most entrusted associates, Ngô Kỷ, is accusing you of collaborating with a communist agent and buying a house, who is buying a house in southern, in San Antonio or Santa Ana worth $2 million and buy and to set up a media named the Vietnam News Agency. Please confirm or deny this. And I will attest to what he was elaborating on the January 6th thing. There's a lot of evidence about Nam Quan being there. All right, thank you. Thank you. Mr. Mayor, I heard that someone is suing you. Maybe you didn't like that. You didn't like that I keep calling you stupid. But I'm sorry, but maybe you don't realize it, but maybe your stupidity will cost this city dearly. You keep talking about decorum. This is not a courtroom. You're not a judge. This is not a classroom. You're not a teacher. You're not our teacher. We're not a pupil, elementary students. The policy decorum is not for you to change at will.
It must be applied equally to everybody at any time, at all times. Not for you to decide when to allow who to speak on what topic at your own discretion. So the minute you interrupt someone like me, prohibit me to speak on some topics addressing someone else, but then you allow others to attack me or others, then that's grounds for us to sue you, and they will sue you as the mayor of the city. You cannot allow your cronies to malign your opponents at will and constantly interrupt anyone like myself who speak against you or your gang. So I'm just saying that I'm not going to sue you, but I understand why somebody is going to sue you. And you, instead of telling the lawyer that he's wrong, you should seek advice from him. Thank you very much. Bây giờ thì có ông Nguyễn Phương Hùng và ông Khải Đào, chắc anh xích qua đây để thấy, anh xích qua đó hẳn luôn đó để thấy cái phòng họp nó đang còn. Dạ. Ông Nguyễn Phương Hùng, ông tiếp tục nói về cái vấn đề của ông Charlie tông xe, cái chuyện đó nó đã quá lâu, tại sao vẫn còn tiếp tục cái vấn đề đó thưa ông? Vâng, thưa quý khán giả của phố Buôn Sao TV, vâng, một lời chào và cảm ơn Vũ Hoàng Lân một câu hỏi rất hay. Lý do rằng là tại vì trong một cái phiên họp trước đây khoảng vài tuần, ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã cấm mọi người nhắc tới cái vụ đụng xe của ông ta. Thì bây giờ tôi muốn nói về cái luật. Và lý do tại sao mà lâu là tại vì tôi gửi thơ lên trên DMV và tôi gửi thơ lên cho Biện Lý Cuộc. Thì ngày hôm nay tôi nhận được cái thơ trả lời của Biện Lý Cuộc hôm thứ Sáu tuần trước. Thành tôi nghĩ rằng là đã, khi mà tôi đã có một cái bằng chứng trong tay là Biện Lý Cuộc cho biết rằng không nhận được. Thì theo luật ở California đó, nếu mà anh đã có một cái sự va chạm xe và liên quan về xe cộ và một trong hai bên bị thiệt hại từ $1,000 trở lên thì anh bắt buộc phải làm báo cáo SA1 hoặc SA71. Thì cái báo cáo đó phải làm trong vòng 10 ngày. Và DMV đã cho biết không có một cái báo cáo nào và cả bên DA cũng không có. Và DA đề nghị tôi trở lại nói chuyện với cảnh sát và đưa cái việc này ra. Thành ra đó là lý do mà ngày hôm nay tôi nhắc lại để cho ông Nguyễn Mạnh Chí, ông nói trên đài Cali Today của ông Nguyễn Xuân Nam, ông nói rằng nobody above the law, tức là không có một người nào có quyền ngồi xổm lên trên pháp luật. Thế nhưng chính ông lại là cái người vi phạm cái pháp luật đó. Thành ra tôi muốn trở lại để mà cho mọi người biết. Tôi muốn trở lại để cho mọi người biết rằng chính ông là người vi phạm trong khi ông lại nói người ta không được, không được nói. Dạ thưa anh Lân và thưa quý khán giả. Nhưng mà cái hôm trước thì ông cảnh sát trưởng đã báo cáo ngay một cách công khai trong hội đồng thành phố rằng là cái vụ đụng xe của ông Charlie Chí Nguyễn không có bất cứ một cái vấn đề liên quan tới uống rượu, lái xe hay là chất kích thích gì cả. Thì việc đó nó cũng đã rõ ràng về cái vấn đề một số người cho rằng là có thể có uống rượu lái xe. Thì ông nghĩ như thế nào? Vâng, thưa anh Lân và thưa quý khán giả, tôi không đặt vấn đề ông lái xe vì ông say rượu hay là không say rượu, mà tôi đặt vấn đề trách nhiệm của một người lái xe.
khi mà một chiếc xe, và chính anh Lân cũng đã từng tới đó với ông Ngô Kỷ và đã tới quan sát ở cái căn số 117 đó, và tôi cũng có tới đó, thì khi một chiếc xe mà từ dưới đất, tức là chỗ đậu xe, qua một cái hàng rào và qua một cái hành lang và đụng bể kính thì không thể nào mà dưới 1.000 đồng được hết. Tôi chưa nói cái chuyện cái xe của ông bị thiệt hại, tôi chỉ nói cái chuyện chủ nhân, và tôi đã nói chuyện với chủ nhân đó. Thành ra tôi đưa cái vấn đề ra, không phải vấn đề ông say rượu hay không say rượu, đó là chuyện của tòa án. Còn đây vấn đề tôi đặt vấn đề tại sao ông không báo cáo SA1 đấy. Thế thôi. Giống như anh cái vấn đề mà ông Charlie Chí Nguyễn đụng thủng cái cửa của cái quán cà phê Suối Đá gì đó, dạ, và họ đã thỏa thuận với nhau là nó trở thành cái việc riêng tư của hai phía rồi, còn ai có thể truy cứu được ạ? À, vâng, thưa, câu hỏi cũng lại rất hay của anh Vũ Hoàng Lân, và điều đó là rất nhiều khán giả đã khen Vũ Hoàng Lân ở những có những cái câu hỏi rất là hóc búa. Dạ thưa anh, cái chuyện đó nếu mà đã hai người đã thương lượng để qua mặt luật pháp, tức là không báo cáo SA1 hay SA71, bởi vì sao? Bởi vì ông là một thị trưởng, thành ra ông sợ rằng cái vấn đề này đưa lên sẽ bị ảnh hưởng tới cái công việc của anh. Đó là lý do mà lúc nãy tôi nói, vì danh dự, ông đã từng làm chủ tịch của đó, Đoàn Thanh niên Công giáo của quận Cam, thì ông vì danh dự, ông đã nói một câu không có ai ngồi xổm lên trên pháp luật, mà chính ông lại vi phạm và ông không báo cáo. Và ông đi thương lượng với người ta, tôi nghe nói là số tiền đòi cô Judy đòi là 10.000 đô la. Thì như vậy đó, thì nó gấp 10 lần cái số tiền mà ông bắt buộc phải báo cáo. Do đó thì ông đã thương lượng để mà che giấu cái tội phạm. Thì như vậy ông có phải là một người vi phạm hay không? Tôi đặt vấn đề đó thôi, chứ tôi không đặt vấn đề mà ông say rượu hay không say rượu, thưa anh. Đúng không? Thế thì ông dự định theo đuổi cái vụ này nó tới như thế nào ạ? À, tôi lúc nãy tôi giao hẹn cho ông Chí là 7 ngày. Thì sau 7 ngày đó thì tôi không được câu trả lời của thành phố, của bất cứ ai, của cảnh sát này, thì tôi bắt buộc phải gửi cái Excuse me, can I have a question with you regarding the one of the issue today? Chắc có lẽ bà đi cho nên là xin phép. Tôi sẽ có một cái lawsuit. Tôi sẽ có một cái lawsuit cho cái vụ đó, vụ này, để yêu cầu tòa án điều tra. Nobody can get away from the mistake. I have just a question with you, and hope you have it shortly answer, but in English, enough. Yes. What do you feel about, or what do you think about the suggestion of changing the name of the street to the Vietnamese Hero and Freedom Street in Westminster? No, I mean like the mayor suggestion. Well. As long as my tôi hỏi bà ấy cái ý kiến của bà ấy về như thế nào về cái đề nghị của ông thị trưởng thay đổi hay là không phải là thay đổi nữa mà là gắn thêm cái tên tiếng Việt chữ tự do, đường tự do như đường Nguyễn Trãi, đường Lê Lợi vào trong một vài cái con đường chính của thành phố. Please. I'm not opposed to it. I did share my concerns, mostly that the street name, the official street name, not be changed, which it will not be, that it remains in the larger font, and that these little subtitles go underneath. I would have preferred, honestly, because they're Vietnamese names that mean nothing to those of us that don't speak Vietnamese or are not from Vietnam, if they could have, but they probably can't fit on there, if they would put the Vietnamese word for, let's say, freedom or that person's name, and then a slash, and then in English. But, you know, I'm not opposed to it. I just don't want to see the entire city like that. And I am vehemently opposed to Amy's proposal, which did not even get a second, which was to really, like, completely rename streets. That is an undertaking that most cities never go under, because it's like you have to change Google and maps and all the emergency systems. It's way too much work. So, and then she said on the side streets, like Pagoda, that is just an entrance. It is not an official city street, even though they hang it up kind of like one. But it is not a registered street with the street systems of the United States. So that's fine for in areas where it's just like little shopping centers or something like that. But I am opposed
of changing officially any streets. That didn't happen tonight. What happened is just the little titles on the bottom. And I get that those are important. I don't know how 50 years from now, I don't know how that's going to be taken, because a lot of it, you know, I support my Vietnamese refugee community, especially the first generation, who are the ones that really suffered. And I want them to feel comfortable here. But I don't want to see our entire city's landscape change. I think everybody understands that, okay. You know. So anyway, thank you for asking. So you are not opposing to Amy West's suggestion of changing the name of the unimportant street to the Vietnamese name totally, not just adding the small font into it? Again, she started out changing a main street. Mm-hmm. Okay, that would be absolutely out of the question. Mm-hmm. Pagoda is Pagoda. Pagoda is something that we understand. General Tran, because the statue is right there. A lot of us understand that, even though we're not Vietnamese. But I don't want to see all Vietnamese names. I mean, on Bolsa, between Magnolia and Bouchard, that is what our official Little Saigon stretch is. So in the shopping centers there, or the little side streets, but I think we've already taken up all of those. I don't really want to see it go all the way down on those other streets and then start, maybe there's an alleyway that goes to houses. Or no, I don't want to. I just, we have more important things in this city right now that affect all of our residents. And regardless that this won't cost us any money, it is still, her comments were set off a lot of confusion. She misled, I believe, the Vietnamese community, that it was all for them, but she wanted Freedom, you know, in English renamed. So, and then with the Vietnamese subtitle. So, shortly, if she asks for, if she proposes in the future to change the unimportant name, again, unimportant street name to the Vietnamese Hai Bà Trưng, which is like the hero, Vietnamese hero ladies, and within the area of Little Saigon, would you support that? Is that similar to the one that we changed for the... Like Pagoda? No, the Two Sisters, the one that was passed already, or two, what was it? No, sorry. That is not passing. That's her, her new suggestion. No, I thought, okay, but 6 months ago, we did pass. Oh. We did pass to rename... But whatever name, just changing is the... Is that the same one that's the two... Not whatever the name, Vietnamese name, but like changing the unimportant street within the area of Little Saigon. If she proposed that in the future, would you support or not? I would have to see what street and area that it's proposed for. All right. Thank you so much. Thank you. All right. Dịch một chút xíu cho cái vấn đề của bà ấy nói, có lẽ là chắc là tôi phải đứng vô tôi dịch thì nó mới coi được. Đúng rồi. Anh Thái đã đứng đó, có thể là anh sẽ giúp tôi coi coi những cái phần nào anh đứng chỗ đó luôn á, cái phần nào mà tôi thiếu thì anh bổ sung dùm, tại có thể là nhiều. Tôi hỏi một cái bà Mỹ một cách chấp nhoáng thôi, cái ý kiến của bà về cái đề nghị của ông thị trưởng Charlie Chí Nguyễn muốn bổ sung cái tên của tên đường Việt Nam vào mấy cái đường chính ở trên khu vực Little Sài Gòn, như là đường Tự Do, đường Nguyễn Trãi, đường Lê Lợi, thì bà thấy như thế nào? Bà ấy nói rằng là bà cũng đồng ý với cái chuyện đó, bà cũng muốn ủng hộ cái tinh thần của người Việt Nam, miễn là nó không có bị thay đổi những cái tên đường và làm cho nó bị rối lên nhiều cái vấn đề liên quan tới thương mại, liên quan tới bưu điện vân vân, thì bà ấy ủng hộ. Nhưng mà bà ấy cũng nói luôn là bà ấy không có ủng hộ cái ý kiến của một nghị viên khác là bà Amy Phan West, khi đề nghị không chỉ là đổi cái tên đường, đưa thêm cái tên đường vào, mà đổi luôn cái tên đường đó ở trên cái tên đường tiếng Anh. Theo hồi nãy bà Amy Phan West nói là go big or go home, tức là chơi lớn luôn, là thay đổi luôn cả cái tên đó, thì bà không đồng ý. Nhưng mà sau đó bà Amy Phan West lại rút đi bớt một tí, là chỉ đổi, nhưng mà đổi những cái con đường mà gọi là nhỏ thôi, không có quan trọng, không có dính dáng gì, những cái con đường mang tính tượng trưng thôi, thì đổi cái đó thành những cái tên Việt Nam một cách hẳn luôn. Thí dụ như đường Hai Bà Trưng, ghi rõ ra nó bự ra là Hai Bà Trưng chứ không phải là rí rí nhỏ nhỏ phía dưới. Thì bà ấy cũng nói rằng là nếu mà cái đó thì bà cũng phải suy nghĩ lại, nếu mà nó nằm ở trong cái khu vực, hoàn toàn khu vực Little Sài Gòn,
chứ đừng có đi ra lan ra nhiều những cái nơi khác trong thành phố quá. Bà cũng không muốn nhìn thấy là 20 năm sau là rất là nhiều những cái con đường Việt Nam trong toàn thành phố, thì nó không có cảm, bà không cảm thấy thoải mái. Và cuối cùng thì tôi hỏi là nếu bà Amy Fan West vẫn đưa cái ý kiến đó ra trong tương lai, tức là thay đổi những con đường nhỏ, những con đường không quan trọng thành những cái con đường tên Việt Nam, thì và nằm trong cái khu vực Lưu Đô Sài Gòn mà thôi, thì bà có ủng hộ hay không? Thì bà ấy nói cũng cẩn trọng là tôi sẽ phải coi lại cái đường đó là những cái con đường nào, vân vân. Đó là cái ý kiến của bà Amy Fan West. Anh có bổ sung gì không? Khải chỉ bổ sung thôi, tại Tánh Khải hơi vạch lá tìm sâu. Thì thưa anh, cái ngắn từ technical mà bà Terry bà dùng đó là register, có nghĩa là mình cứ nói đường nhỏ, đường không quan trọng. Nhưng mà thật sự như vậy, kính thưa quý vị, tức là đúng đường thật á, là nó phải được sở bưu điện người ta công nhận, hoặc là OCTA. Đúng là rồi. Tại sao nó phải đúng có địa chỉ đường, có đăng ký, nó có nhà, có địa chỉ, có nhà. Còn những cái bảng đường để mà vô trong những cái khu thương xá đó, rồi, nó chỉ là một cái bảng đèn đỏ thôi. Nó không đường phải không là có đăng ký. Đúng, không có địa chỉ, không có nhà. Không có địa chỉ. Thành ra bà nói là không có register, không có đăng ký với bưu điện, với sở công chánh đồ này kia đó. Đó thì cái sự phân biệt giữa hai cái loại đường là như vậy đó. Những cái con đường nào mà không đăng ký. Tôi đồng ý. Dạ vâng. Bây giờ tiếp tục lại với lại cái câu chuyện của hai vị hồi nãy giờ. Thế thì là ông Nguyễn Phương Hùng nãy đang nói nửa chừng là ông sẽ dự định trong thời gian tới tiếp tục cái vụ việc mà ông tố cáo ông thị trưởng như thế nào? Vâng, thưa, ngày hôm nay là tôi ra hội đồng thành phố, thì ngày mai đó tôi sẽ gửi những lá thư đó, thứ nhất về cho ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp của California, tức là ông Bonita, ông Ron Bonita, Rob Bonita, rồi tôi gửi qua bên DA là tôi đã làm đúng nhau như lời khuyến cáo của District Attorney, tức là biện lý, là tôi đã đưa ra hội thành phố và tôi chờ quyết định của họ. Thì tôi nói rằng 7 ngày, tôi có sẽ gửi cho luôn cả bên FPPC, tức là cái ủy ban mà công bằng chính trị. Đó, để cho họ quan họ nghiên cứu về chuyện đó, tại vì ông này ông có chức vụ mà, ông chức vụ là thị trưởng. Thì sau đó thì có thể tôi nói là 7 ngày, thì nhưng mà đó là một cái áp lực, chứ thật sự có thể có kéo dài được 15 ngày hoặc một tháng, là bởi vì anh biết rồi, tiểu bang cũng như là hành chánh họ làm việc không có nhanh, tại họ có rất nhiều công việc để làm. Thì câu hỏi này có lẽ câu hỏi này có lẽ cả ông Hùng lẫn ông Khải Đào luôn, là cái ông Khải Đào thì vào phát biểu cũng có nói tới ông, tại vì ông Khải Đào vào phát biểu cũng có nói tới ông Charlie Chí Nguyễn, dạ, đúng. Gọi có ông ấy là stupid, tức là ngu á. Dạ. Thì gần đây nếu mà các vị theo dõi cái sinh hoạt của thành phố Westminster, dường như là ông Charlie Chí Nguyễn với một số những cái quyết định bỏ phiếu, thí dụ như là không đồng ý với cái việc gọi là chức phế cô tổng quản trị của thành phố Westminster và một số những cái vấn đề khác nữa, có thể là không cùng cái lá phiếu với lại ông Nam Quang và cô Amy Fan West, và như vậy đã được khá nhiều những cái người cư dân trước đây, cư dân Hoa Kỳ, cư dân Mỹ đó, không phải gốc Việt đó, trước đây phản đối ông ấy, mà giờ đây cũng có vẻ là coi như là cũng đã chịu cái cách làm việc của ông ấy như vậy. Thì như vậy thì nó còn có lý do để mà các vị gọi là tiếp tục gọi là theo đuổi để mà chỉ trích ông Charlie Chí Nguyễn trong cái việc mà phục vụ con máy trong thành phố nữa hay không? Rằng tôi sẽ có một cái lawsuit cho ông Charlie Chí Nguyễn với lại thành phố về cái vụ việc khác mà tôi đã từng ở đây và anh Lân cũng đã biết, tức là đã cho người hăm dọa và nói thẳng ở trong thành phố là gọi là tôi là Việt Gian và nhận tôi là Việt Cộng và nhận được cái chỉ thị từ Việt Nam để phá hoại cái sự đoàn kết ở cộng đồng này. Thì tôi thưa thành phố là lý do là ông thị trưởng Charlie Chí Nguyễn và ông luật sư không ngăn cản cái người mà phát ngôn nó nghe nói là tên là Đoàn Ly đó, thì tôi thưa tất cả là ba người, ông Đoàn Ly, ông Charlie Chí Nguyễn và ông luật sư thành phố, bởi vì họ trước khi phiên họp họ thông thường họ đã đọc một cái luật lệ, cái luật đó là chỉ nói những chuyện về có liên quan tới cái công việc của thành phố và không được nói xấu người vắng mặt, mà trong ông Đoàn Ly phát biểu sau đó tôi đã đi về rồi, tôi không có mặt ở đây.
Okay. Ý tôi muốn nói là với cái phương hướng làm việc khác đi, ví giống như là cái xu hướng bỏ phiếu khác đi của ông Charlie Chí Nguyễn trong thời gian gần đây, như vậy quý vị không để cho ông ấy một cơ hội để mà làm việc phục vụ cư dân, thay vì là tiếp tục theo đuổi cái việc chỉ trích ông ấy như trước kia hay sao? Không, tôi cái chuyện gì nó ra chuyện đấy. Ông thay đổi, tôi nghĩ rằng theo chiều hướng của cộng đồng, ông biết là cái áp lực. Bởi vì ngày hôm đó anh thấy rằng á, các em ở trong cái tổ học mò, cái nhóm gọi nhóm Rise đó, thì cái nhóm Rise đó, nó lên họ phát biểu rất là đông. Đó, khoảng chừng 20 mấy người phát biểu. Đó là áp lực mà đã cứu cho được bà tổng quản trị của thành phố là Christine Corden. Thì tôi nghĩ rằng đó là thì ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, vì trước cái áp lực của tuổi trẻ như vậy thì ông đã thấy tương lai của ông sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều hơn là những người mà chúng tôi đã chỉ có mặt thường xuyên đây, cái là chỉ vài người cứ nói lên nói xuống, nhưng mà cái áp lực của các em trẻ ở trong tổ chức Rise đã làm cho ông Charlie thì ông bắt buộc là ông thay đổi, nhưng mà những cái gì ông đã vi phạm chúng tôi sẽ bắt buộc. Thí dụ như là ông nói rằng ông có bằng đại học, ông không thể nói tôi là đi lên trên trường Long Beach mà kiếm mà hỏi. Tôi lên trường Long Beach làm sao họ cho tôi? Tại vì tôi đâu có phải tên là Charlie Chí Nguyễn đó kia đâu. Thì ông là người có bằng, tại sao ông không trưng cái bằng ra cho mọi người nhìn thấy? Đó là những cái mà gọi là tôi nói là cái đạo đức nghề nghiệp đó, mà ông đã không chứng minh mà còn thách thức chúng tôi. Cũng giống như ông năm qua nó bảo là tôi đi tới trường đại học UC Irvine để mà kiếm đó. Thì những cái đó chúng tôi cũng bỏ trong lo sốt hả thưa anh? Còn anh Khải có thể trả lời câu đó được không ạ? Có cần lặp lại câu hỏi không? Dạ không cần. Có lẽ là nhiều người ở Việt Nam, kể cả người Việt Nam ở bên đây, rất là bất bình, bất mãn khi mà thấy Khải cứ lên xỉ và ông Charlie là ngu. Thì Khải nghĩ đầu tiên là nói là mày là cái gì, mày khú rách đó, mày không địa vị, không danh vọng, không tài sản, mày vô gia cư, vô sản mà mày đi chửi một người, một ông thị trưởng là ngu. Thì kính thưa quý vị, cái đó là cái tư duy của người Việt Nam. Còn những người ở bên Hoa Kỳ, Khải hy vọng từ từ quý vị sẽ hiểu được cái việc Khải làm, cái vai trò của những người như Khải. Và cảm ơn anh Lân đã nói, có nghĩa là ít nhất Khải không nhận vơ, Khải không có giành công. Nhưng mà rõ ràng những cái áp lực của những người như Khải, những tiếng nói đối lập, những lời phê bình chỉ trích, nó sẽ góp phần cải thiện những dân cử của xã hội Hoa Kỳ. Đó là tại sao họ ra luật để mà bắt buộc hội đồng thành phố phải lắng nghe, phải để cho cư dân phát biểu. Và bởi vậy Khải mới muốn làm cái công việc đó để đồng bào đồng hương từ từ làm quen với cái sinh hoạt dân chủ, để hiểu được cái sinh hoạt dân chủ, cái tiếng nói của người dân nó quan trọng, nó ảnh hưởng đến ra sao, và cái vai trò của những người như Khải. Nhưng mà thưa anh Lân, Khải muốn minh định để cho mọi người hiểu. Quý vị đừng lẫn lộn, đừng đánh đồng Khải với những người gọi là kẻ thù của ông Charlie. Quý vị phải phân biệt được tiếng nói đối lập của những người phê bình, những người giám sát, watchdogs, những người theo dõi, giám sát hành động của dân cử để bảo vệ cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Có nghĩa là sao? Quý vị thấy khi mà Khải, xin lỗi, giống như Khải nói, có như anh Lân hoặc nhiều người khác, họ tế nhị, họ tinh tế, họ nhã nhặn, họ vui vẻ hơn, thì họ có cái cách góp ý, có cái cách trình bày khác được lòng quý khán thính giả, mà ông Charlie ông cũng sẵn sàng ông lắng nghe. Rất tiếc gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tánh Khải như vậy, cái cách trình bày Khải như vậy, Khải không thể thay đổi được. Nhưng quý vị để ý, ông Charlie, kể cả xin lỗi bây giờ Trần Thái Văn hay Nguyễn Quốc Lân, quý vị có thấy bao giờ dám phản biện Khải Đào không? Không. Cuối cùng ông Charlie chỉ trả lời một câu, nhưng tôi là thị trưởng của anh. Cái chuyện đó là cái sự thật rồi, cái gì? Cái quan trọng là anh phản biện được, anh chứng minh được Khải Đào dựng chuyện. Khải Đào ông nói Charlie nói như thế này, ông ấy nói rằng là nguyên văn thôi, tôi nhớ rằng là sau khi mà anh vừa mới phát biểu xong thì ông ấy nói trong cái phần của ông rằng là tôi tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận của anh, và tôi cũng có quyền tự do ngôn luận của tôi, và dù cho anh có nói là tôi là ngu đi nữa thì tôi vẫn cứ là thị trưởng của anh. Đó thưa anh, bởi vậy ông ta vẫn có quyền phát biểu, vẫn có quyền phản biện. Nếu mà Khải nói ngu, anh ta chỉ cần như anh, nếu mà Khải vu khống anh bật lại liền, đúng không ạ? Anh ta có quyền giải thích, ê Khải Đào
anh mới là ngu, hoặc là anh nói như vậy không đúng, tôi không làm gì ngu. Kính thưa quý vị, Khải giải thích tại sao Khải nói anh ta ngu. Tại vì như vậy, giống như Khải nói, nếu mà anh là người chủ tọa phiên họp của hội đồng thành phố, thà là anh để mọi người nói, đúng không ạ, thì không ai có quyền thư kiện anh hết. Còn bây giờ tự nhiên anh nhào ra, tiếng Anh nó gọi là open the can of worm, tức là anh mở toang cánh cửa ra, khi mà anh xen vào, anh đóng vai trò trọng tài. Lúc thì anh nói mày không được nói như vậy. Thì khi mà giống như ông này, ông nói ủa tại sao mà hôm bữa tao nói mày cấm, mà tại sao bây giờ thằng đó nó chửi tao mày không cấm, cũng dựa vào một cái luật giống y chang như vậy. Chính ông Charlie nhiều lần ông nói ủa vậy hả, nó có nói hồi nãy tôi không có nghe. Nhưng có lẽ là cái đó là trong quá khứ, chứ thì bây giờ mà hiện tại như ngày hôm nay là ông điều khiển cuộc họp cũng khá là gọi là đầy đủ. Bởi vậy thưa anh Khải mới đã nói. được coi như là nếu mà gọi là được thay đổi thì cũng đã được thay đổi. Tôi thấy bà Amy Fan West được trước đây được cho rằng là nằm trong nhóm ba người Gang of Three, ông Khải đã ông Charlie, ông Nam Quang và bà Amy Fan West. Nhưng hôm nay bà Fan West một số lần phát biểu mà cướp diễn đàn thì ông Charlie đã nhắc nhở ngay là tôi ở đây để mà gọi là điều khiển cuộc họp, cho nên là nếu mà có muốn phát biểu thì phải báo cho tôi biết. Thì cái đó nó cũng giữ một cái trật tự nào đó trong một cái. Thưa anh, cảm ơn anh một lần nữa. Khải lại nói Khải không muốn nhận vơ, không muốn giành công, nhưng mà rõ ràng như anh vừa nói đúng không ạ, cái kết quả cho đến ngày hôm nay thì quý vị không thể phủ nhận những người như Khải hoặc ông này đi lên chỉ trích và đòi hỏi yêu cầu, kể cả mấy người Mỹ, ông Tim Hogan nói là quý vị phải trả lại cái giờ cho chúng tôi, cho chúng tôi nhiều thời gian hơn, ví dụ như vậy. Tức là chúng tôi đấu tranh, và rõ ràng như anh Vũ Hoàng Lân vừa nói, kính thưa quý vị, họ phải thay đổi. Chúng tôi lên án, quý vị toa rập với nhau để tạo thành cái gọi là băng đảng ba người Gang of Three, thì bây giờ như anh Lân nói, họ phải từ từ họ giãn ra. Thì cái đó là chứng tỏ là những lời chỉ trích, những lời lên án của chúng tôi nó hiệu quả và góp phần làm cho Khải, không biết là họ giả vờ thay đổi hay là họ thay đổi thật. Nhưng mà một lần nữa Khải muốn giải thích trở lại cái câu quý vị đừng đánh đồng Khải với những người thù ghét ổng, kẻ thù của ổng. Nó khác nhau cái điểm như vậy thưa anh Lân. Kẻ thù thì nó chỉ kiếm cớ để nó chửi thôi. Mày lùn, mày thấp má, mày xấu, cha mày nghèo, ví dụ như vậy. Mà anh có thay đổi được rồi, nó lại kiếm chuyện khác nó chửi. Còn Khải lặp lại một lần nữa, Khải phê bình, Khải chỉ trích. Và những cái lời phê bình chỉ trích của Khải hoàn toàn có cơ sở đúng đắn, và họ không thể phản biện lại. Và họ có cái giải pháp để cải thiện, để hoàn thiện, để trở nên tốt đẹp hơn. Và cái đó là rõ ràng anh Lân vừa nói là nó đã xảy ra như vậy. Cảm ơn anh. Tôi sẽ hỏi anh tiếp sau đó về những cái phát biểu của anh liên quan tới nghị viên Nam Quang. Nhưng mà hình như ông Hùng muốn nói gì ạ? Vâng, tôi muốn bổ túc thêm mấy lời anh Khải Đào, là khi anh Khải Đào nhắc tới từ họ cắt từ 5 phút xuống 3 phút. Cái điều đó nếu mà ông Charlie Chí Nguyễn mà muốn thực sự muốn trở lại và lấy lại những cái cảm tình với chúng tôi, thì ông Charlie phải trả lại cái giờ phút phát biểu 5 phút. Mà bữa nay anh thấy rằng tất cả những cái nó gọi là non agenda item họ đưa xuống dưới là tại vì xin lỗi, tại vì họ không muốn chúng tôi kiên nhẫn để mà lên tố giác họ nữa. Họ biết là chúng tôi muốn nói gì, bởi vì tôi đã gửi vào trong thành phố. Mỗi lần trước khi tôi phát biểu, tôi đều gửi thư vào trong thành phố cho họ biết trước tối hôm thứ tư tôi sẽ nói cái gì và cái gì đó. Thành ra bây giờ họ ông đưa xuống dưới, ông thì ông nhìn là đưa xuống dưới để mà gọi là làm cho các vị không còn kiên nhẫn ngồi đó nữa. Nhưng mà nếu mà nhìn ở góc độ khác thì lại là đưa xuống dưới thì tất cả những cái vấn đề của thành phố được giải quyết một cách gọi là đầy đủ trước khi phải nghe những cái vấn đề khác nữa, thì cái đó cũng là một cái điều, chẳng phải nó là một cái điều tốt cho cư dân toàn thành phố sao? Không, tại vì những cái điều mà thí dụ như là mà tôi đã nhận được thành phố, mỗi lần sắp sửa có họp tôi đã nhận được thành phố và tôi đã nhìn thấy trong cái những cái chương trình của họ thì có những cái điểm mà tôi không quan tâm, như là hoặc là tôi đồng ý, còn nếu tôi không đồng ý tôi đã phát biểu rồi. Thế còn những cái nhưng mà đáng nhẽ là những cái mà gọi là không có nằm chương trình ấy, cho phát biểu trước rồi những người đó họ đi về, bây giờ bắt chúng tôi ngồi đây mấy tiếng đồng hồ trong khi tôi chỉ nói có 3 phút.
Nhưng mà rủi những cái vấn đề mà không liên quan mà quá nhiều người phát biểu thì lại là sẽ không còn thời giờ để mà nói tới những cái vấn đề liên quan của thành phố. Có thể là đó cũng là một cái cách gọi là họ đảo như vậy. Thì sao? Thì bây giờ quay lại là cái chuyện anh cho phép là... thầy nói thêm một cái nguyên tắc, nguyên lý mà họ không hiểu được là họ là dân cử, là họ được dân bầu ủy thác cho họ đại diện người dân. Tức là họ thay mặt người dân, họ là công bậc của người dân, họ thay mặt người dân để làm những cái công việc mà người dân muốn họ làm. Mà bây giờ họ không thèm nghe người dân phát biểu, họ quyết định trước khi nghe người dân phát biểu. Thì cái chuyện đó chứng tỏ cái tư duy của họ mà Khải tiếp tục gọi là mọi rợ, là quê mùa, nó là như vậy thưa anh. Nó chưa có cập nhật với cái tư duy của một người lớn lên sinh sống trong một xã hội dân chủ văn minh. Có nghĩa là mình, giống như có người nào nói nếu anh không thích nghe người ta phát biểu phê bình thì anh đừng có ra ứng cử làm dân cử, đừng có làm nghị viên hội đồng thành phố. Anh ra làm CEO, làm thống đốc hay làm gì đi. Còn cái vai trò nghị viên hội đồng thành phố là cái cơ chế ở Hoa Kỳ nó đã lập ra như vậy cả mấy trăm năm nay rồi, là nghị viên phải lắng nghe người dân trình bày để biết người dân muốn cái gì trước khi mình bỏ phiếu, thưa anh. Trước khi tôi hỏi anh liên quan tới cái việc mà anh hỏi, anh phát biểu về ông nghị viên phó thị trưởng Nam Quang đó, thì có câu hỏi này của từ khán giả mà bây giờ nó không hiện ra nữa, thành ra tôi không nhớ một cách cụ thể, nhưng mà khán giả đó nói rằng là một cái người mà là ở ăn nhờ ở đậu ở Mỹ thì có lẽ là cái phần đó là khi mà các cư dân gốc Việt hay là ông thị trưởng trình bày về cái vấn đề đổi tên đường đó, thì họ nói rằng là cái người mà ăn nhờ ở đậu trên nước Mỹ này đừng có làm như vậy, người ta sẽ đừng có đòi hỏi quá đáng như vậy, người ta sẽ coi thường. Thì hai vị cho ý kiến. Rồi anh cho phép Khải trả lời cái câu nãy có liên quan, anh nói là Khải có ý kiến gì với cái phần của cô Terry Ray đó. Thì như Khải nghĩ như vậy, những người mà nghị viên trong hội đồng thành phố này á, cụ thể là ông Nam Quan với người nào mà đổi tên đường Hai Bà Trưng á, mà cứ nói đổi tên đường mà thật sự nó chỉ là một cái bảng đèn đỏ dẫn vô cái thương xá, thì chỉ là những cái trò mị dân. Mà khi cô Amy cố đưa ra cái mà anh nói là làm cho tới luôn á, go big luôn á, thì thật sự thưa anh, Khải thấy cổ rất là trẻ con, rất là nông cạn, rất là ấu trĩ. Cổ sẽ bị người Mỹ recall, bãi nhiệm, tại vì cổ chưa có đủ cái đầu óc trưởng thành của một người chính trị gia, đưa ra một cái ý tưởng nó quá hồ đồ khi mình đòi thay đổi hết tên đường ở thành phố Westminster thành tiếng Việt. Nhưng mà thưa anh, trả lời câu hỏi của người đó, Khải chống lại cô Amy, Khải đồng tình với bà Terry ở cái điểm là cùng lắm là thay đổi một vài cái bảng tên đường ở trên cái đường Bosa trong khu Little Sài Gòn thôi. Nhưng Khải tính cái này lâu rồi, không phải bây giờ mới nghe cô Amy này nói mà Khải dựa theo Khải nói leo đâu. Nhưng nếu mà nói như cô Amy đó, đã chơi thì chơi lớn, thật sự Khải không biết Khải có ra ứng cử hay không. Nhưng nếu mà Khải ra ứng cử đó, Khải hứa không phải chỉ làm cho mèo mị dân kiếm phiếu, mà làm cho tới bến luôn, đổi tên đường Bô Sa thành đại lộ Trần Hưng Đạo, đại lộ Hùng Vương, đại lộ Việt Nam gì, người Việt Nam mình biểu quyết trước, thống nhất trước, sau đó chính thức đổi tên đàng hoàng, yêu cầu Bộ Công Chánh Cali, yêu cầu Sở Bưu Điện phải đổi tên. Đó là cái chuyện đức đáng mà dám làm thì phải làm như vậy thưa anh. Không có sợ cái thằng nào, đừng có nói câu ăn nhờ ở đậu, mình cũng đừng làm trò quá đáng. Nhưng mình có quyền, nếu muốn, cả thành phố, cả cộng đồng Việt Nam muốn đổi tên đường Bô Sa thành tên Việt Nam đàng hoàng, quang minh chính đại. Ông Nguyễn Phương Hùng trả lời câu đó như thế nào? Đừng có làm những cái điều như vậy, trong cái phần ăn nhà ở đậu thì người Mỹ họ sẽ khinh cho. Thì ông trả lời cái khán giả đó như thế nào? Trước hết là chúng tôi không bằng lòng cái câu mà ăn nhà ở đậu. Thứ hai nữa là đây, cái cộng đồng thành phố Westminster này nó không phải chỉ có cộng đồng người Việt, mà nó có rất nhiều sắc dân khác nhau. Nó có người Trung Hoa, có người Đại Hàn, có người Philippines, có đầy đủ hết tất cả các sắc dân ở đây. Thì chúng ta nghĩ rằng á, cái thành phố nó sẽ trở thành loạn nếu chấp nhận đổi hết các tên đường. Nhưng mà tôi đồng ý với anh Khải Đào cũng như là bà Terry á, là những cái mà cái thí dụ như cái đường mà dẫn vào trong Phước Lộc Thọ để chữ là Sài Gòn Way, thì
thực ra bưu điện nó đâu có chữ đường Sài Gòn Way, nó chỉ có cái Phước Lộc Thọ là cái địa chỉ của bưu điện. Ví dụ như là ông Nam Quan đổi cái đường mà đi vào chợ TNK là đường Hai Bà Trưng, cái đó không phải là đường, cũng là chỉ là một cái lối đi dẫn vào trong cái chợ. Thì tôi đồng ý với lại anh Khải Đào ấy, nếu mà muốn chơi đó, mà cô Amy chơi lớn, chơi thẳng luôn như vậy luôn đi, nếu được. Tại vì theo bên Mỹ đó là đổi tên đường rất là rắc rối. Dạ. Đấy, mà phải... đã dẫn chơi là phải đi all the way, làm đơn đàng hoàng. Và mình có quyền, cộng đồng Việt Nam mình trong tương lai sẽ là chủ cái thành phố Westminster. Mình đóng góp đầy đủ, mình đã cống hiến 50 năm rồi. Dạ. Không có cái gì để phải e ngại hết. Mình phải thay đổi tất cả cái hệ thống mà nghe là gọi là mailing địa chỉ trên toàn thế giới. Dạ. Đấy, tại vì những cái đường mà hồi xưa họ nói là cái, bây giờ nó đổi tên khác rồi, chứ không phải là một cái way. Nhưng mà chúng ta nên nhớ lại một cái bài học cho chúng ta ở trên Houston và ở trên Washington DC. Chỉ trong khu vực Việt Nam, khu vực Eden hoặc là khu vực trong Hồng Kông có những cái tên đường mà hồi đó đấy để những cái chữ Việt Nam, và bây giờ bắt người ta hạ xuống. Tại vì đó là những trò mèo thưa anh. Đấy, đó là những cái trò mèo đó. Thật sự. Riêng cái câu của khán giả nói về cái vấn đề ăn nhờ ở đậu, đừng có đòi hỏi quá đáng, kẻo người Mỹ khinh đó, thì tôi cũng bổ sung để trả lời cho khán giả đó rằng là có lẽ là họ không hiểu rằng là cộng đồng người Việt ở Mỹ nó khác với cộng đồng người Việt ở nhiều nước trong Đông Âu hoặc là nước khác. Cộng đồng người Việt ở Mỹ là thực sự là những cái công dân ở đây, họ đầy đủ những cái quyền như các sắc dân khác. Muốn đòi hỏi một cách hợp lý thì cứ việc đòi hỏi, chứ không có phải là gọi là phó thường dân hay là người bên lề xã hội như một số nước như là có cộng đồng người Việt ít. Tức là thật sự là đang ăn nhờ ở đầu đó. Đúng ạ, tức là họ cũng là second class citizen, rồi, chưa có chính thức. Bây giờ quay trở lại cái phần mà anh phát biểu về nghị viên Nam Quan. Nghị viên Nam Quan thì không có mặt ở lúc đó. Nhưng mà anh phát biểu có hai cái vấn đề khác nhau. Dạ. Một là cái việc nghị viên Nam Quan liên quan tới cái việc biểu tình trước kia ở Nhà Trắng mà anh cho rằng là phá hoại hay là khủng bố. Và cái vấn đề thứ hai liên quan tới cái công bố gì đó của ông Ngô Kỷ trong thời gian gần đây. Thì anh muốn Khải nói đề tài nào trước á? Có lẽ anh nói đề tài nào trước cũng được, nhưng mà cái nó có lẽ nó nên tóm ngắn gọn lại cho mọi người. Tức là ngắn gọn như vậy là Khải á, riêng cá nhân Khải đã nói là Khải không muốn, Khải khác Nam Quan, Khải hiểu được là phân biệt được cái gì gọi là vận động tranh cử, tranh cãi online. Tức là ảo, tức là nó ở cái mức độ là công việc vì cái vai trò mình binh người này chống người kia, với cái gọi là triệt tiêu con đường sống của người khác. Thành ra Khải hoàn toàn không muốn tố cáo, truy tố để mà Nam Quan phải vô tù. Khải nói thẳng như vậy. Nhưng quý vị phải biết là nếu mà bây giờ đó cộng đồng đồng hương, nhiều người rất muốn Nam Quan từ chức, họ sẽ tổ chức bãi nhiệm Nam Quan. Mà nếu tổ chức bãi nhiệm năm qua, nó sẽ tốn kém kinh khủng lắm. $100,000 trở lên, nếu không nói vài trăm ngàn đô la. Cả năm trời, vài tháng trời. Xáo trộn cộng đồng. Có nghĩa là cái phe vận động bãi nhiệm người ta phải vận động. Và Nam Quan phải mướn âm binh Tây Sai cho người đi gọi là chống lại bãi nhiệm. Đúng không ạ? Nó sẽ gây ra xáo trộn cộng đồng, mất thời gian tiền của. Thành ra thật sự, kính thưa quý vị, Khải muốn chân thành kêu gọi Nam Quan nên từ chức. Tại vì Khải không muốn phải dẫn đến cái tình trạng giống như anh, tại vì thay vì dông dài anh lần nói ngắn gọn, dạ, không muốn FBI vì... đến cộng đầu Nam Quan, truy tố Nam Quan, và mặc dù vợ Nam Quan đã ly dị rồi nhưng mà còn con Nam Quan. Cái chuyện đó cá nhân. Dạ. Dạ. Chuyện đó chuyện cá nhân mà. Ý Khải nói là thứ nhất là Khải là người công dân mà bây giờ FBI đang kêu gọi phải tố cáo, nếu quý vị có bằng chứng, quý vị phải cung cấp thông tin cho FBI. Khải có nghĩa vụ phải báo cáo với FBI. Mặc dù Khải nói cái tánh Khải, mặc dù quý vị thấy Khải chửi dữ lắm, thấy Khải hung hăng lắm, nhưng mà Khải không làm chuyện đó. Tại vì Khải phân biệt được. Có nghĩa là bởi vì hôm bữa Khải lên án những cái người kia đó, giống như có người ghét bà Nguyễn Phương Hằng, thấy chính quyền bắt bả thì mừng lắm. Có người ghét Ngọc Trinh, ghét Hoài Linh, ghét Đàm Vĩnh Hưng, thấy nhà nước Việt Nam bắt họ thì mừng lắm. Khải không như vậy. Khải chửi Charlie là chửi Charlie, Khải lên án phê bình chỉ trích Nam Quan là chỉ trích. Để làm sao?
đưa ra những cái giải pháp, đưa ra những cái yêu cầu họ phải thay đổi, họ phải phục thiện. Nhưng để mà phải đi đến cái vấn đề thưa anh pháp luật để mà phải làm việc với FBI thì Khải chỉ có thể nói ngắn gọn với quý vị, Nam Quang sẽ bị truy tố. Và khi bị truy tố như vậy là thành phố họ sẽ bắt Nam Quang phải từ chức trong lúc anh bị truy tố. Và Nam Quang chắc chắn có lẽ sẽ đi tù. Và cái chuyện đó Khải cũng không muốn xảy ra. Nhiều người tưởng Khải ghét Nam Quang, Khải thù Nam Quang. Nam Quang đã từng dựng chuyện báo cáo láo để mà giật sập cái kênh YouTube của Khải. Khải không quan tâm, Khải không phản biện, Khải để kênh mất luôn. Nhưng mà Khải rất buồn, từ đó Khải đánh giá rất thấp Nam Quang. Lúc đó là anh Lân còn giới thiệu cho Khải với Nam Quang biết với nhau làm việc chung với anh Lân. Khải không bao giờ làm những cái chuyện như vậy, giật sập nồi cơm người ta, triệt con đường sống của người ta, đưa người ta vào con đường lao lý, bị tù đầy. Nhưng mà cùng lắm thưa anh, kẹt lắm mà Khải đã kêu gọi mà Nam Quang không đáp ứng, không nghe lời Khải, thì có lẽ sẽ đi đến con đường đó. Cảm ơn anh. Ông Nguyễn Phú Hùng có ý kiến gì liên quan tới nghị viên Nam Quang không, hay là tập trung vào thị trưởng Charlie mà thôi? Xin lỗi, tôi có gọi cho FBI để hỏi cái vụ sau khi cô Lê Mai Ngọc Nhi bị bắt. Thì theo tôi biết là câu chuyện được biết là bên cô Lê Mai Ngọc Nhi, cô ở Illinois, cô đi qua bên Atlanta để họp với lại ông Nam Quang Nguyễn, ông N10TV đó chưa, Trung Quốc Huy, ông Trần Nhật Phong. Thì bây giờ thì họ bắt cô Ngọc Nhi là bởi vì cái giai đoạn đầu là những người xâm nhập vào bên trong của tòa nhà Quốc hội. Thì anh nhớ là hồi đó một vị cảnh sát Việt Nam ở Houston bị bắt là người đầu tiên. Thì bây giờ cô Ngọc Nhi, thì trước cô Ngọc Nhi cũng có vài người Việt Nam. Thì nhưng mà sau này đó, tôi có hỏi cái thế còn những người mà các ông cho rằng đã vi phạm nhá, tức là xâm nhập vào trong bất hợp pháp, thì nhưng mà có cái hàng rào, có tất cả là 3 cái hàng rào sắt, và người ta đạp cái hàng rào sắt để người ta đi vào, leo lên trên đứng, người ta giơ cờ giơ viết, không, chưa đi vào trong Capitol, thì họ có vi phạm không? Cũng là violate. Thí dụ bây giờ một người đâm một người mà không chết, nó cũng không khác gì một người đâm một người đã chết, thì nó cũng giống như nhau thôi. Thì họ nói rằng thì chúng tôi chỉ biết là cái phần vụ bây giờ chúng tôi bắt những người bên trong trước hãng, rồi những cái chuyện khác sẽ được giải quyết hạ hồi phân giải đó. Theo tôi biết thì tôi nghĩ rằng ông Khải Đào nói có thể là đúng đó, bởi vì FBI sẽ hỏi chắc chắn hỏi Lê Mai Ngọc Nghi tại sao cô từ Illinois cô đi về phía nam, tức là Atlanta, mà cô lại bay ngược lên trên, đi xe buýt một nhóm với nhau đi lên trên đó. Vậy thì cô và những cái nhóm này có liên hệ với nhau không? Thì chắc chắn là cô Lê Mai Ngọc Nghi để chữa cho cô gửi ra những email chẳng hạn, tôi có liên lạc với những email như thế này và tôi bị người ta dụ dỗ ra kia đi vào đại khái. Thế nhưng mà chắc chắn là họ sẽ hỏi thế trong những phiên họp họ nói cái gì. Và họ hỏi tôi một cái video chính ông Nam Quang Nguyễn và một người ở dưới San Diego là ông Trinh Nhân, hai người đứng, ông Trinh Nhân khoe rằng để một cái xe mà trong đó có cả súng. Thì ông Nam Quang cái hỏi thế bây giờ súng ở đâu? Súng để ở trong khách sạn, tại sao đi biểu tình ngày 6 tháng giêng mà mang theo súng? Cái đó chuyện là chuyện của FBI, không phải chuyện của tôi. Thế nhưng mà khi mà anh đi biểu tình mà anh mang súng, tức là như là anh Khải Đào nói, cảnh sát nó hỏi tôi ông biết hai người này không, là tôi nghĩ rằng các ông biết hơn tôi mà các ông hỏi tôi làm gì. Nhưng mà chừng nào ông cần làm chứng thì, nhưng mà tôi ông này thì tôi biết chắc chắn ông là ông Nam Quang. Thế còn cái ông dưới San Diego là ông Trinh Nhân, tôi biết đấy. Nhưng mà súng ở trong khách sạn thì khác với lại súng mang đi biểu tình. Cái đó, chuyện đó là phải do bên điều tra của FBI thì họ mới biết FBI được. Thưa anh Khải, không có cần phải như ông Ngô Kỷ mà cứ phải luôn mồm nói có sách mách có chứng, nhưng mà Khải không có suy diễn. Khải chỉ có thể nói với quý vị như vậy. Quý vị lên Facebook của Khải, tức là những cái Khải đã bỏ lên Facebook rồi. Hồi nãy trả lời tiếp, hồi nãy Khải đang trả lời anh Vũ Hoàng Lân. Quý vị nên nhớ là họ đã truy tố Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump không hề bước vào trong điện Capitol. Tổng thống Donald Trump không hề tham gia biểu tình. Nhưng mà họ truy tố Tổng thống Trump cái tội gì? Tội xách động biểu tình.
Nam Quang sẽ bị truy tố cái tội xách động biểu tình. Khải hoàn toàn có chứng cứ. Có chứng cứ. Nam Quang dùng kênh Nam Quang xách động biểu tình, thú nhận xách động biểu tình, thú nhận có tổ chức kêu gọi, tức là xách động biểu tình. Điều thứ hai nữa thưa anh, là trong cái Facebook của Khải, Khải đã dẫn rất nhiều cái bài báo đăng những cái tin ở những cái tờ như là New York Times, Washington Post, là họ đã kết án rất là nhiều người từ dân cử, rất là nhiều người cái tội đứng ở trong khuôn viên của tòa, của cái điện Capitol, bị truy tố rồi, bị tù giam 3 năm trở lên rồi, hoàn toàn không có đi vào bên trong, đã bị truy tố. Cái người bị tội nặng nhất là cái người anh biết là Proud Boys, thủ lãnh của Proud Boys. Khải không biết có vào bên trong không, nhưng mà cũng bị truy tố cái tội xách động tổ chức thôi. Và sẵn Khải nói thêm là cái clip mà ông Trinh Nhân, ông xác nhận, ông có mang theo súng bỏ trong khách sạn, là chính Nam Quang còn nhắc đến tên Proud Boy. Và Khải chỉ nói thêm, đó chỉ là cái clip mà trong lúc, Khải nói thẳng luôn là những người như ông Nguyễn Phương Hùng, khi mà nghe nói là Khải có cái clip đó thì đã đặt vấn đề, thì Khải không muốn họ nghĩ là Khải bịa chuyện, Khải phải upload cái đó lên Facebook. Nhưng mà cái đó Khải mới bỏ có 15 phút ra, Khải search trong cái kho của Khải đã có cái clip đó rồi. Và Khải bỏ thêm nửa tiếng nữa thì đã có thêm rất nhiều cái clip khác để củng cố cái mà Khải nói là Nam Quang sẽ bị truy tố tội tổ chức xách động biểu tình, tội mang theo vũ khí. Thôi cái đó là coi như là chúng ta không cần phải cầm đèn chạy trước ô tô cho vấn đề điều tra của còn Nam Quang có tin hay không là chuyện của Nam Quang. Nhưng mà cho đến giờ phút này Khải chưa hề tố cáo, báo cáo với FBI. Nhưng Khải có nói với hồi nãy Khải phát biểu trong hội đồng thành phố, nếu hội đồng thành phố không tin, cảnh sát trưởng không tin, luật sư không tin, Khải có thể gặp riêng họ để show cho họ thấy, để họ yêu cầu hội đồng thành phố rồi cảnh sát với lại luật sư thì tin hay không tin nó đâu có cái vấn đề gì liên quan tới cái chuyện này, tại vì chuyện này nó là cái chuyện xảy ra ở Washington DC và cái chuyện này là thuộc cái về nếu có là điều tra của FBI chứ đâu phải là thành phố có cái quyền mà gì mà điều đó điều tra trong cái việc này. Là áp lực để mà từ nếu mà bằng chứng không thể chối cãi, Khải nghĩ họ áp sẽ áp không lực. Ai có thể áp lực được cái việc đó cả, thì lúc đó bắt buộc Khải phải làm cái chuyện Khải phải làm thôi, nếu mà họ không đúng có rồi. Có áp lực đó là Khải nói trước, còn Nam Quang nó không phải không thuộc là về chuyện cái, của Nam nó Quang. Thuộc về cái chức năng của thành phố để mà yêu cầu một nghị viên của họ ở trong đó khuyên nhủ, tức là cho Nam Quang một cơ hội. Còn một cái khía cạnh khác nữa, anh vừa mới đề cập tới thì hình như là hết giờ thì tôi không nhớ là cái việc mà ông Ngô Kỷ nói về cái việc Khải hy vọng như vậy tới nghị viên Nam Quang. Khải nghĩ cái này là cộng đồng mình sẽ có thêm lý do chính đáng để mà áp lực Nam Quang phải từ chức, và sẽ có rất nhiều người sẽ ủng hộ cái chiến dịch bãi nhiệm Nam Quang. Nhưng mà giống như Khải nói, cái này nó sẽ tốn kém thời gian, kính thưa quý vị, mặc dù đủ cơ sở. Tập trung nói vào thẳng vào cái vấn đề ạ. Dạ, có nghĩa là bây giờ ông Ngô Kỷ đã tố cáo và cái chuyện này Khải không xa lạ. Khải biết chuyện này mấy năm nay và Khải tố cáo ròng rã mấy năm nay, trong lúc nghị viên Kimberly Hồ vận động chống bãi nhiệm đã, tức là Khải nói thẳng cái bản thân đó. Thực ra nếu mà nói cho nó rõ, thưa anh, mình không cố gắng không misleading, tức là không làm mọi người hiểu sai. Ông Ngô Kỷ đưa lên trên trang Facebook của ông ấy nói rằng là ông ấy có bằng chứng một người khác là bà Nhật Linh đúng nói với ông về những cái điều đó. Chứ không, không, bản thân ông Ngô Kỷ không phải là người gọi là đứng ra tố cáo. Nam Quang đang thành lập cái gọi là thông tấn xã Việt Nam, không biết ra báo, nhưng mà ông Ngô Kỷ nói là đã chính mắt ông Ngô Kỷ thấy Nam Quang ngồi design thực hiện những cái gọi là phần của cái trang mạng xã hội mạng có tên là thông tấn xã Việt Nam. Thì kính thưa quý vị, Khải, ông Ngô Kỷ, Nguyễn Hồng Phúc, ông chủ tiệm Gypsy đã là nhân chứng chứng kiến Nam Quang ngồi livestream trực tiếp với Nguyễn Quang Trường cách đây 3 năm. Đúng. Và mấy chục ngàn khán thính giả đã xem cái chương trình đó. Khải nhắc cho quý vị nhớ, chính Nam Quang ngồi với Nguyễn Quang Trường đã công bố sẽ là Nam Quang tổ chức cái câu lạc bộ báo chí hải ngoại. Yeah. Nguyễn Quang Trường về nước thành lập câu lạc bộ báo chí quốc nội để hai bên bắt tay với nhau. Đúng. Thì cái chuyện đó Khải với ông Nguyễn Phương Hùng đều biết,
Bởi vậy Khải nói cái chuyện mà ông Ngô Kỵ mới tố cáo là Khải hoàn toàn tin tưởng 100%. Cái vấn đề livestream của ông Nam Quang lúc đó không phải là nghị viên mà là làm theo cái góc độ của truyền thông. Đúng. Còn bây giờ là nghị viên thì lúc đó ông mới đi gặp ông Nguyễn Trắc Toàn về. Và ông Nguyễn Hồng Phúc là người không có trong ảnh nhưng mà ngồi ngay đối diện ông Nguyễn Quang cũng đã giải thích nhiều lần về cái việc đó. Dạ. Là cái chuyện mà là một người làm truyền thông thì chuyện gặp gỡ rồi nhưng mà cái chuyện ông truyền thông nó là cái chuyện chấp nhận được. Ông Nam Quang đó anh, để mà chính Bắc Cường cũng nói là Bắc Cường thấy là con Nam Quang là được một cái nhóm quay phim Việt Nam là sẵn sàng, Bắc Cường nghĩ là Việt Nam sẽ cho tiền Nam Quang một cái check không cần bảo chứng luôn là vui á, để mà làm những cái chương trình đây. Có nghĩa là cái vai trò của Nam Quang là những người như Khải với Bắc Cường với ông Nguyễn Phương Hùng đều biết rồi. Cái thời điểm đó Nam Quang sẵn sàng hợp tác với tòa lãnh sự với Việt Nam để làm cái vai trò truyền thông, thưa anh. Tôi xin bổ túc lại thêm nữa là lúc đó đó ông Nam Quang đã gửi một cái email cho rất nhiều cái ký giả đây, có lẽ anh Lân cũng có. Có Minh Giang. Có cả Minh Giang đó, thì kêu gọi để sẽ họp ở trong cái Phở Thanh để thành lập cái câu lạc bộ báo chí đúng như là Nguyễn Quang Trường mong muốn, tức là sẽ liên lạc với hội báo chí trong nước liên lạc với nhau. Thì cái đó là hoạt động của một người làm truyền thông, có gì sai ạ? Họ nói họ sẵn sàng nhận tiền của tòa lãnh sự của ban tuyên giáo để hoạt động. Ông Nguyễn Mạnh Cường lúc đó còn hợp tác với KBC Hải Ngoại, ông đã nói ở trong đó là sẽ có một cái chi phiếu 40.000 nếu mà sau khi đó ông sao có thể tin lược lời ông Nguyễn Mạnh Cường có trong nhóm đây không? Vấn đề cái chuyện đó mình không bắt buộc ở trên, nhưng những cái gì mình nghe thì mình có thể. Nhưng mà có một điều chứng minh rõ ràng, David Minh nhà chắc anh biết rồi, thì anh là một nhà truyền thông. Sau khi anh nghe câu đó thì hôm mà Nam Quang gọi không có một người nào tới hết. Lúc đó thì tôi vẫn liên lạc với Nam Quan, tôi hỏi có ai tới chưa. Nam Quan bảo em ngồi tới đây hơn nửa tiếng rồi mà chưa thấy ai hết. Thế là tôi biết là không có ai hưởng ứng, thành là tôi cũng không ra. Nhưng mà David Minh nhờ tôi, chính tôi dẫn David Minh tới Orange County Honor of Record để làm một cái câu lạc bộ báo chí ở quận Cam. Cái mà tôi hồi xưa tôi làm một cái câu lạc bộ báo chí cho ông Đỗ Sơn á, thì cái đó đóng cửa rồi thì tôi mới chuyển qua bên cho Việt Weekly thì ông Nguyễn Quang Trường đi rồi, đi ngoài lề rồi thưa ông. Cái vấn đề truyền thông là truyền thông, mà cái vấn đề mà một dân cử hiện nay cái là quan trọng, là dân cử hiện nay họ làm cái gì. Bởi vậy chúng ta mới có quyền nói tới. Năm nay Khải luôn dùng từ Việt Giang Nam Quan và Khải chịu trách nhiệm lời câu nói của Khải. Và không những quý vị đừng nghĩ là Khải trên răng dưới dế nói bừa không sợ Nam Quan, thưa. Từ từ quý vị sẽ thấy Khải với Nam Quang sẽ có mặt ở tòa án, Khải chịu trách nhiệm những lời tố cáo của Khải chứ không phải là những lời cáo buộc. Nam Quang là Việt Giang, hoặc là như cô Kẹo Ngọt nói, có thể cái thời điểm đó Nam Quang sẵn sàng bưng bô cộng tác với tòa lãnh sự, nhưng mà bây giờ Nam Quang quay xe trở mặt với Việt Nam. Nhưng cái thời điểm đó rõ ràng là Nam Quang đang hợp tác với cái vai trò đó. Với lại ông manager của Nam Quang đó là ông Bùi Mạnh Cường đã về Việt Nam ở 3 tháng và chúng tôi có tất cả hình ảnh và những cái thư từ ông Nguyễn Mạnh Cường liên lạc với chủ tịch của hội nhiếp ảnh mà ông chủ tịch mua. Ông Bùi Mạnh Cường làm là chuyện của ông Bùi Mạnh Cường, liên quan gì tới nghị viên Nam Quang và nhưng một lần nữa là nghị viên Nam Quang liên hệ với lại cộng sản. Không, nhưng mà thưa những anh, cái mà các vị đề cập tới nãy giờ là nó là cái thời điểm mà là với ông Ngô Kỵ không, họ gọi là gì, giống như cãi lộn trên mạng Facebook là hàng ngày hàng giờ, có là bên này chửi qua bên kia chửi lại. Nhưng mà bà Nhật Linh đã xác nhận thưa, khi mà ông Ngô Kỵ tố cáo nói rằng là bà Nhật Linh nói với ông như vậy, quý vị xem lại, từ đó đến giờ đã là gần một tuần lễ rồi, có bao giờ bà Nhật Linh nói là ê ông Ngô Kỵ đừng có bịa chuyện, Nam Quang không bao giờ làm việc với cộng sản, có bao giờ Nhật Linh dám chối cái chuyện đó không? Nhật Linh chỉ nói tao đâu có nói là nó gian díu đâu. Cái chuyện rất là tào lao. Bây giờ có gian díu hay không đó là ngoài vấn đề. Đối với cái làng ranh quốc cộng, đối với những người chống cộng, họ chỉ đặt vấn đề là Nam Quan có phải là Việt Giang hay không, có cộng tác với Việt Cộng hay không, có làm ăn với một cái cán bộ cộng sản hay không. Nhật Linh có chối, có phủ nhận cái chuyện đó không thưa anh?
Và cái chuyện đó có liên quan tới một cái nhà mà ông Nam Quan bây giờ đứng tên cho một người ở Việt Nam qua EB5, tức là 2 triệu đô la ở Santa Ana. Đấy. Nhật Linh không hề chối, không hề phủ nhận cái chuyện đó. Chỉ có nói một cái chữ là tôi không hề nói là Nam Quan gian díu. Who cares? Cái đó là có thể cô kẹo ngọt, cô quan tâm, đúng không ạ? Nhưng đối với những người mà quan tâm đến vấn đề chính trị làng ranh quốc cộng, Khải không ke, không binh chống, nhưng mà cái chính là Nam Quan vỗ ngực xưng là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, kiếm phiếu, thắng cử được là nhờ cái chiêu bài chống cộng, lằn ranh quốc cộng. Cảm ơn các anh. Có lẽ là hy vọng là trong thời gian tới tôi cũng nghe, tôi nghe được từ chính nghị viên Nam Quan về cái vấn đề này, thì nó sẽ giải thích rõ những cái vấn đề mà mọi người đã quan tâm tới nghị viên Nam Quan là một người của thành phố, một người dân cử công thì có cái trách nhiệm sẽ trả lời với công chúng những cái vấn đề liên quan tới đấy. Hai câu hỏi cuối liên quan tới mỗi người một cách cá nhân thôi. Có khi nó hỏi mà mọi người các vị có thể trả lời hay không trả lời đều được cả. Nãy giờ nhiều người hỏi tại sao mà anh Khải Đào để râu tóc xồm xoàm giống như người tiền sử vậy, thì anh có thể cho biết ạ? Khải có thể không biết, Khải còn mang theo ông Khải có những cái hình cách đây 10-20 năm Khải đã để râu rồi thưa bạn, không phải bây giờ mới để râu quý vị. Đúng rồi, nhưng mà 10 năm, 20 năm trước kể cả bằng lái của trong Khải thời gian không? Gần đây thì anh không bằng, có rồi đột nhiên bây giờ là thấy có bằng lái của Khải không, cũng râu ria xồm xoàm đúng không? Cất cái đó đi, dạ, nhìn thấy Khải Đào để râu lại hả? Râu Khải để chừng tuần là nó mọc. Thì tại sao để lại trong thời gian gần đây ạ? Thứ nhất là mình lười cắt, thứ hai nữa thật sự giống như Khải nói, Khải đã để râu từ rất là lâu rồi. Chẳng qua có một thời gian nhiều khi mình đi làm hoặc là có những công việc mình phải cắt, nó không có thích hợp cho mình để râu. Chứ còn cá tính Khải thì Khải thích để râu, thật sự là như vậy. Đàn ông không râu bất gì. Với cảm ơn bà Nhật Linh. Như vậy bà Nhật Linh bà nói như vậy chứng tỏ bà khen ngợi Khải đúng không? Khải có râu là đẹp trai. Dạ. Nhưng mà thưa quý vị sẵn nói luôn, cho đến khi Nam Quan từ chức hoặc là bị nhập kho, Khải sẽ không có cạo râu. Nói như là một lời dạ vâng, nói như một lời thề. Không phải thề, giống như đó là mình đang là trong một cái công việc, đang làm một cái công việc đó, làm cho đến nơi đến chốn, cho đến khi nào Nam Quan từ chức hoặc là nhập kho. Rồi một cái câu khác liên quan tới ông Nguyễn Phương Hùng và chúng ta chấm dứt. Khán giả này hỏi là ông Nguyễn Phương Hùng vàng hay đỏ? Là thưa, vấn đề vàng hay đỏ tôi không biết là vàng là như thế nào mà đỏ là như thế nào. Nhưng mà đối với tôi là trong cái chính trị người ta hay nói vàng là Việt Nam Cộng Hòa mà đỏ tức là Cộng sản. Thì thứ nhất tôi chưa bao giờ là người Cộng sản hết. Và tôi chưa bao giờ học qua một cái lớp gọi là báo chí của Cộng sản hết. Và tôi chưa bao giờ học tập một cái lý thuyết nào của Cộng sản hết. Thành ra tôi không biết là tôi có đỏ hay không. Thế còn vấn đề vàng đó, thì tôi sinh ra ở Việt Nam và tôi đã lớn lên ở miền Nam sau năm 1954. Bố tôi là trong quân đội đi di cư vào trong Nam. Thì đối với tất cả những người nào mà trưởng thành ở trong đó đều phải đi thi hành cái nhiệm vụ của một người công dân, thành ra tôi trả lời tôi là người Việt Nam. Thế thì ông giải thích thế nào về có những hình ảnh mà ngay cả trong hội đồng thành phố khi mà họp cũng có nhiều người trưng ra để mà dí vào mặt ông, chẳng hạn là những cái hình mà ông mặc áo mang cờ đỏ sao vàng đó, thì ông giải thích như thế nào nếu nói không là không đỏ không vàng? Dạ thưa anh, khi mà mình tới bất cứ một nước nào, thí dụ như tôi đi Âu Châu năm ngoái thì tôi đều mặc áo có cờ Ba Lan, và đi qua bên Đức tôi mặc áo có cờ Đức. Đó là những cái kỷ niệm. Khi mình tới một bất cứ nước nào, mình mặc cái áo đó không có nghĩa là mình là người đỏ hay là người cộng sản. Bởi vì quý vị khi nói là quý vị rất là đơn giản, quý vị không biết rằng thế nào là ba đời cách mạng, thế nào là những công thần của cách mạng. Rất là khó để trở thành một người cộng sản. Cả 100 triệu dân trong nước mà chỉ có khoảng chừng 4 triệu rưỡi đảng viên đảng cộng sản, mà ngay cả những đảng viên cộng sản cao cấp như là ông Trương Minh Tuấn ấy, là bộ trưởng bộ 4T, ông đã từng là một công thần cách mạng, ông đã từng là một chiến sĩ ở trận đánh Việt Trung giữa cả Việt Nam và Trung Quốc, vậy mà ông vẫn đi ở tù. Thì không có nghĩa là cái vấn đề anh là cộng sản hay không cộng sản nó không thành vấn đề. Và tôi mặc cái áo là tại vì tôi tới Việt Nam thì tôi mặc cái áo đó. Cảm ơn Nguyễn Phương Hùng, cảm ơn hai vị. Chúng ta chấm dứt ở đây. Tạm thời cho Khải nói một cái, anh Khải plug cái là khi nói đến làng ranh thì hiện giờ Khải không quan tâm, không đặt vấn đề tạm thời bây giờ nha.
Tức là cho trong cái công việc bãi nhiệm năm qua thì Khải không quan tâm cái làng ranh quốc cộng phe này phe kia nhóm nọ. Khải chỉ là cái bottom line là nếu mà quý vị cảm thấy Nam Quan không xứng đáng để đại diện cho quý vị là một người Mỹ dân bịp bợm đã gạt gẫm cái lá phiếu của quý vị, thì Khải sẽ tận lực để mà góp phần để mà hoàn thành cái công việc bãi nhiệm Nam Quan. Thì trong lúc mà thực hiện cái công việc này thì Khải kêu gọi sự ủng hộ góp tay của tất cả mọi người, không có phân biệt cái gì hết, là vấn đề mà đảng phái phe nhóm là bỏ qua một bên. Với sẵn nãy nói mà cái vấn đề tại sao Khải chửi ông Charlie ngu đó, kính thưa quý vị, là không biết là anh ông Nguyễn Phương Hùng ông có thắng hay thua không biết, nhưng ý Khải chỉ nói là khi mà ông Charlie ông cầm búa mà lúc thì ông cho nói, lúc thì ông không cho nói, là sẽ có người có quyền thưa ông. Và khi thưa như vậy, thành phố sẽ mất tiền, mất thời gian. Cái đó là cái tốn kém mà thất thoát của thành phố. Ý Khải nói là như vậy, kính thưa quý vị. Tôi cũng thưa thành phố về cái nghị quyết 4953. Là vấn đề mà, vấn đề nói rằng những người mà mặc áo cờ đỏ, cờ rồi liên lạc với lãnh tụ Cộng sản. Trong khi cố vấn, tức là ông manager của ông Trần Thái Văn bây giờ đó, sắp sửa ra ứng cử đó, là ông Bùi Mạnh Cường đã đi Việt Nam và ở với lại ở Việt Nam 3 tháng và có những cái quà tặng cho những lãnh đạo của Cộng sản. Mà băng đảng Trần Thái Văn chưa bao giờ lên tiếng mà để mà xác minh phản đối. Cảm ơn hai vị. Cảm ơn hai vị. Chúng ta sẽ tạm chấm dứt ở đây. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại. Vũ Hoàng Lân, và cảm ơn tất cả khán giả của Phú Quân Sa TV.